Xin chào tất cả mọi người. Hiện nay tại cái vườn sung Mỹ của mình vẫn đang tiếp tục cung cấp cái cây giống sung Mỹ cho tất cả bà con trên cả nước mọi người nhé. Đây là một số cây sung Mỹ mà mình đang trồng ở trong chậu ở đây. Đấy. Này mình sẽ dẫn mọi người đi xem. Đây thì như các bạn thấy là những cái cây sung Mỹ đang trồng ở chậu các bạn này. Đây là những cái cây được trồng từ cành chiết. Hiện tại những cái cây này nó đã hơn 2 tháng tuổi rồi đây. Đấy. Hiện tại thì mình đang trồng chậu và chồi của nó đang lên rất là đẹp. Đấy, thì những cái cây này thì nó sẽ cho quả vào cái dịp Tết này. Đấy, mọi người nhé. Nó sẽ cho quả vào cái dịp Tết này. Thì cái đặc điểm của cây sung Mỹ là nó tương đối ưa nước và nhiều ánh sáng, môi trường có nhiều ánh sáng. Đây, và này. Trời hiện tại là rất là đẹp. Đấy. Thì hiện tại mình đang cung cấp cái giống sung Mỹ với số lượng lẻ hoặc là số lượng lớn đều có thể cung cấp cho tất cả bà con nhé. Bà con và các bạn có nhu cầu mua cây sung Mỹ thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0377 841 339, hoặc là các bạn có thể là inbox cho mình thông qua Facebook Vườn Sung Mỹ à, mọi người nhé. Đấy. Thông qua cái kênh vườn, cái trang Facebook Vườn Sung Mỹ của mình. Thì như mọi người thấy đấy là những cái cây sung ở cái vườn nhà mình này. Đấy mọi người nhé. Đây là cái vườn sung ở vườn nhà mình. Đấy, hiện tại thì cái vườn sung Mỹ của nhà mình đang chiết cành để cung cấp giống cho tất cả các bà con trên cả nước. Đấy. Thì các bạn thấy đây là những cây sung Mỹ và hiện tại thì nó vẫn đang cho quả đây. Rất là nhiều mọi người nhé. Đấy. Bất kể bà con muốn mua số lượng bao nhiêu thì vườn mình đều có thể cung cấp cho tất cả bà con. Đấy. Thế nếu bà con có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0377 nhé, 841339, hoặc vào Facebook Vườn Sung Mỹ. Đấy, có cái biểu tượng hình trái sung màu đỏ và trái sung màu vàng. Đó là cái biểu tượng của cái Facebook của mình. Các bạn thấy này, quả rất là ngọt cho nên khi mà chín thế này thì kiện kiện ngọt. Nó rất là thích. Đây, lên rất là nhiều luôn. Đấy. Tất cả đây là những cái cành chiết. Và trên những cành chiết này nó đều đang mang quả thế này bà con này. Đấy. Cảm ơn tất cả bà con và mọi người nhé. Hiện tại thì ở vườn mình đang trồng khoảng 1.000 gốc sung Mỹ ở đây. Sung Mỹ ngọt.